Hãy vô dùng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Cuộc Sống Số này. Trong video này thì mình sẽ phối hợp cho các bạn xem một cái sản phẩm đến từ FPT Telecom, đó là một cái hộp TV Box hay là Android Box. Thì cái này có thể giúp các bạn xem TV và biến những xem TV trực tuyến bằng Internet, và có thể biến những cái TV đời cũ các bạn thành những cái TV thông minh bằng cái thiết bị này. Thiết bị này cái tên là FPT Playbox, thì nó giống như những cái thiết bị Android hay là TV Box thường ở trên mạng xã hội các bạn ra bán rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái loại này là của chính hãng của FPT, và nó có thể update lên phần mềm một cách dễ dàng, trong khi những cái loại trên thị trường thì nó khi các bạn mua về thì nó, thí dụ Android 7 thì nó sẽ suốt đời Android 7, khả năng nâng cấp về sau này nó rất là thấp. Còn hàng này là của FPT làm, và nó có những cái ứng dụng thuần Việt và những cái giao diện rất là thú vị, chúng ta có thể sử dụng rất dễ dàng cho gia đình của mình. Đây thì mình sẽ khui ra. Ở đây thì lúc này thì khi mua thì mình sẽ được tặng thêm một cái con chuột, một con chuột không dây của FPT luôn. Và giá của con này thì hiện tại khi trong đang làm video này thì nó là 1.690.000. Đây là cái bản 2020, bản mới nhất, và có bộ nhớ 2GB. Còn những cái bản thấp hơn thì giá nó sẽ rẻ hơn, một triệu mấy sẽ rẻ hơn 1.6 triệu. Nói chung là những cái bản thấp hơn, những cái bản ra đời trước thì nó sẽ rẻ hơn, vậy thôi. Đây, sẽ khui hộp ra. Nói chung là dán khá là kỹ lưỡng. Ok, rất là kỹ luôn. Ok, mình sẽ mở con chuột ra trước nha. Rất là kỹ luôn. Thì các bạn nào muốn mua sản phẩm FPT Playbox 2020 này thì các bạn có thể bấm vào link ở bên dưới, mình có để sẵn cho các bạn xem tham khảo giá và cũng như là mua nha. Thì các bạn nếu các bạn có nhu cầu, các bạn không cần nhanh quá thì các bạn có thể nhu cầu muốn các bạn mua rẻ mà không cần cấu hình nó cao quá thì các bạn có thể mua những bản trước thì giá nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ rơi về 1.2 triệu, 1.4 triệu hay là 1 triệu gì đó. Đây là con chuột chúng ta, chuột quang không dây của dành cho FPT Playbox. Đây. FPT Playbox luôn. Màu trắng nha. Đây, đó con chuột đen chuột trắng. À mình về mấy có màu thì mình sẽ lựa màu đen cho nó sạch kìa. Mình tưởng là nó không có cho lựa màu. Ok. Và tiếp theo là nhân vật chính của chúng ta. Dán kỹ quá. Thật sự nó tháo cái này nó vất vả kinh khủng. Đây chúng ta có một cái hộp là FPT Playbox, chúng ta có là cái phần này là bật đèn phòng khách nè, mở kênh VTV1, mở YouTube, truyền hình điều khiển bằng giọng nói. Đây FPT Playbox rất là xịn sò. Đây phía bên hông chúng ta có Google, những cái hỗ trợ này là Google Assistant nè, Chromecast nè, và có Roku Smart Home nè, Spin TV nè, các cộng nè, YouTube, và có cả kho ứng dụng Google Play thì khá là tiện. Các cộng này mình nghĩ không biết là có tốn phí, mình nghĩ là sẽ tốn phí, nhưng mà nó sẽ có ưu đãi một số cái. Chúng ta sẽ có thể, chúng ta mua cái này chúng ta sẽ mua những cái gói về các cộng hay là truyền hình số khác, nó rẻ hơn bình thường. Đây có phía sau chúng ta có thông tin khá đơn giản là sản phẩm FPT Playbox Plus cộng nè, và có một cái mã của model. Đó, mà suy
tất cả hôm nay. Android thì sản phẩm này ra mắt mới năm 2020 thì chúng ta có Android 10 CPU nè và RAM 2GB, quan trọng RAM 2GB. Cái RAM này rất quan trọng, khi RAM 2GB các bạn chạy sản phẩm chạy những cái ứng dụng của nó sẽ rất là mượt. RAM 16GB khá là dư dả, mình nghĩ là có hỗ trợ thẻ nhớ nữa. Wi-Fi thì nó hỗ trợ chuẩn 5.0GHz và 2.4 luôn. Bluetooth 5.0 khá là mới và có thể xử lý được video 4K 60 frame. Đó, khá là ấn tượng cho một cái sản phẩm như thế này. Và mình sẽ khui cái này hộp mở thế nào đây. À, mở thời gian này. Đây là trong hộp chúng ta khá là xịn sò. Đó, thì cái hộp này thật sự lực này FPT nó đầu tư cái hộp khá là ấn tượng. Phải nói là như vậy. Đây, nó còn hai cái khe để chúng ta bóc ra nó dễ nè. Cho mình xem một tí. Kéo cho dễ. Và ở trên cùng chúng ta có cái hộp FPT Lightbox. Nút nguồn được làm lồi lên khá là lộ liễu. Này các bạn thấy không? Đó, lồi lên. Rất là gọn luôn. Cái box này cầm vừa trong lòng bàn tay, khá là nhỏ gọn. Và đây chúng ta có những cái cổng quen thuộc, đó là cổng nguồn nè, cổng AV và HDMI. Và cái có cả cổng LAN nữa. Đó, khá là xịn. Và cái cổng này SPDIF là cái gì nhỉ? Rất là mỏng luôn. Nó mỏng khoảng tầm một cái lóng tay, một cái ngón tay của mình thôi. Bên đây có cổng USB 2.0 và 3.0 luôn. Khá là xịn, thì có một cái tem. Thì đây. Đây có một nút nhịp, mình nghĩ là nhận cái remote hồng ngoại. Đây, đơn giản thì nó chỉ như đây thôi. Và bên trong của cái hộp này chúng ta sẽ có gì? Bên trong cái hộp này chúng ta có một cái sách hướng dẫn FPT Lightbox. Nhìn khá là đẹp. Thì các bạn, các anh chị nào mới sử dụng cái sản phẩm đầu tiên thì các bạn có thể mở ra xem ha. Đây, kết nối TV thế nào, kết nối TV thế nào thì rất là cụ thể. Còn các bạn nào xài quen hoặc là các bạn đã xài quen cái điện thoại đi này, nó sử dụng giống điện thoại thôi. Đây, chúng ta có một cái cổng này khá thú vị. Đây là cổng AV. Đó, nó có 3 dây màu trắng, màu đỏ, màu vàng. Thì cái dây này có thể dùng cho những cái thiết bị, những TV cũ và biến những cái TV đời cũ của các bạn thành những cái chiếc TV đời mới chỉ trong chớp mắt. Đó, TV thông minh. Đây là cổng cáp thần thánh HDMI. HDMI. Đó, thì cái này mình nghĩ chắc khoảng tầm 1 mét thôi. Khá là ngắn. Thì các bạn nếu mà thường là cái khoảng cách từ TV lên cái đầu này thì cũng tầm đó thôi. Đấy, các bạn thích dài thì có thể mua thêm. Nhưng mà thường những cái dây nó cho này khá là xịn. Và cục nguồn. Đó, để trong hộp khá là gọn luôn. Và một dây cáp LAN, mạng LAN. Thì dây này cũng khá là ngắn. Nói chung là FPT trao chuốt khá là kỹ sản phẩm của mình. Từ những cái dây này, một số sản phẩm nó có hỗ trợ cổng nhưng mà thường nó không có tặng dây. Này nó tặng dây luôn, khá là tiện, khá là chu đáo. Đây chúng ta có cái remote của FPT Playbox của mình. Đây, remote. Wow, cái remote này á, khi các bạn cầm á, cảm giác rất là thích luôn á. Vì sao? Vì cái đồ này cầm giống như là nó được phủ một cái lớp nhung vậy, cầm rất là thích luôn. Đó, cái cảm giác cầm thích, cực kỳ thích luôn các bạn. Rất là thích luôn. Đã y như là có một cái lớp nhung phủ lên cái remote vậy. Đây, chúng ta có những cái nút điều khiển. Nói chung là hàng của Việt Nam họ làm rất là tiện lợi, rất là dễ dùng. Đó, có phím chức năng ở đây. Có cả cái nút giọng nói ở đây. Rất là tiện. Giọng nói thì các bạn có thể nói trực tiếp trong remote này. Thì các bạn mình sẽ cắm thử cho các bạn xem. Và trong hộp, đây là hết. Thì trong hộp của thiết bị FPT Lightbox 2020 này thì bao gồm như vậy. Và giá hiện tại khi làm video này là 1.690.000. Đó, trong một cái sản phẩm như vậy mình cảm thấy khui hợp như này, cái sản phẩm có chất lượng. Và hơn nữa là cái phần remote này rất là, mình cảm thấy rất là thích, cầm vào nó rất là chắc tay và nó có cái độ bám nhất định, nó không bị trơn trượt như cái loại remote khác. Đây, remote này thì hiện tại họ không có tặng kèm pin,
mình phải lắp pin thêm vào. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành gắn thử cái này để xem bên trong như thế nào nha. Và các bạn nào muốn mua sản phẩm này thì mình có để link ở phần mô tả video, các bạn có thể bấm vào đó xem phải giá và mua. Hiện tại thì có tặng ba lô, tặng chuột, tặng bla bla bla, khá là nhiều chương trình khuyến mãi cho cái hàng này. Thì đó là 1.690.000 là hàng model 2020. Thì chúng ta có một cấu hình mạnh mẽ hơn, một cái RAM lớn hơn để chúng ta có thể chạy nhiều ứng dụng mượt mà hơn đó. Thì các bạn muốn mua bản không cần thiết cấu hình cao thì các bạn nên mua bản thấp hơn và giá của nó thấp hơn, nếu các bạn không muốn tốn chi phí quá nhiều đó. Thì rất nhiều lựa chọn cho các bạn, bấm vào địa bên dưới ủng hộ và mua ủng hộ mình nha. Ok, video đến đây kết thúc nha. Mình sẽ có một cái video mở thử cái này cho các bạn xem sao. Yeah, video đây là kết thúc nha. Mình sẽ để video, cố gắng để video đó ở sau video này để các bạn bấm vào xem, hoặc là các bạn có thể tìm kiếm trên mạng. Mình sẽ gắn thử cái này cho các bạn xem nha.